Ô cái thằng này, mày đi làm kiểu gì mà hôm sau nay mày về sớm thế? Chán lắm muộn. Chứ có chuyện gì mà chán? Tao tưởng hôm nay là sinh nhật mày cơ mà. Ôi dồi ôi, nhạt nhẽo gì. Thế tóm lại là có chuyện gì mày nói bố nghe xem nào. Thì đúng là sinh nhật con rồi. Nhưng con bé cùng phòng gọi bảo là chiều nay tan ca, bảo là về phòng nó tổ chức sinh nhật. Thế giờ sao nữa? Thì đúng là hết giờ con đèo nó về phòng. Tôi vừa vào đến phòng thì nó bảo là chờ nó một tí để nó đi tắm. Con trai bố hôm nay khá quá nhỉ. Thế rồi thế nào nữa? Nó tắm xong nó ra nó bảo con là mấy phút nữa vào phòng nó. Mà ui bố không biết, hậm hực lắm. Thế vào phòng xong thì thế nào? Con bước vào trong phòng thì toàn thấy đồng nghiệp con trong đấy. Ô cái thằng này, sinh nhật mình thì càng có đồng nghiệp thì càng vui chứ làm sao mà mày phải khó chịu. Ôi dồi ôi bố ơi. Nhưng mà cái lúc đấy con lại không mặc gì. Không mặc gì. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng.